Chào các bạn, hôm nay gia dụng nhà Việt sẽ cùng bạn tìm hiểu các mẫu đồng hồ định vị trẻ em của hãng Rolex. Chúng ta có các mẫu KT01 với chức năng báo rung, KT03 với thiết kế rất cá tính, KT04 với thiết kế thể thao, KT05 với khả năng cảm biến tháo tay, KT06 với mặt tròn rất đặc biệt, GWK400X với camera ở bên ria và 8 màu khác nhau, GWK400SC với 4 màu, GWK500S với camera nổi bật, GWK600S, GWK600S có đèn pin ở bên cạnh. Và đặc biệt là 3 mẫu đồng hồ sử dụng mạng 4G có thể thực hiện cuộc gọi video call, gồm có KT10 với thiết kế rất cá tính, KT11 và KT12. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết từng mẫu đồng hồ một. Tất cả đồng hồ định vị Rolex được phân phối bởi gia dụng nhà Việt đều là phiên bản sử dụng định vị trên nền tảng Wi-Fi, GPS và LVS, là phương pháp định vị tối ưu nhất hiện nay giúp các bạn xác định vị trí các con một cách chính xác nhất. Trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu mẫu đồng hồ KT01. Đây là một trong số ít những đồng hồ có khả năng báo rung. KT01 gồm có 3 màu, gồm có màu hồng, màu xanh lục và màu xanh dương. Các cái sản phẩm Rolex thì được đóng gói rất là đẹp với thông số chi tiết đầy đủ. Và để các bạn kiểm tra tính chính hãng của cái đồng hồ này thì các bạn thấy có một cái lớp cào đây. Các bạn chỉ việc cào ra và kiểm tra cái mã này trên trang web của Rolex, các bạn sẽ xác định đây là hàng chính hãng hay không. Đóng gói sản phẩm nó sẽ có cái đồng hồ và các phụ kiện đi kèm. Ở dưới đây thì chúng ta sẽ có các cái phụ kiện như là dây sạc, vặn vít để lắp sim. Cái mẫu KT01 thì chúng ta thấy là phía trước sẽ có cái camera chụp hình, màn hình cảm ứng và đây là cái nút công tắc nguồn, cái nút SOS, đây nó sẽ bật lên. Đây là màn hình chính của cái Rolex KT01, có giao diện tiếng Việt. Các cái chức năng như là quay bàn phím số này, danh bạ, tin nhắn thoại, kết bạn, máy ảnh, album ảnh, điểm bước chân và thông tin sản phẩm. Bên cạnh trái có khe lắp sim. Và đây là phiên bản màu xanh dương, phía dưới này là micro. Chúng ta còn có màu xanh lục và màu hồng. Thì đây là phiên bản rất đặc biệt là có khả năng báo rung. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu phiên bản KT03, có thiết kế rất là thể thao. Chúng ta có 4 màu, gồm màu đen này, màu trắng dây xanh, màu xanh dương và màu hồng. Rất là cá tính. Chúng ta sẽ thử phiên bản màu đen. Bên phải chúng ta thấy có nút công tắc nguồn, camera ở bên cạnh. Thì bên trái là có khe gắn sim và phía trước có một cái nút home cùng màn hình cảm ứng. Đây chúng ta sẽ khởi động lên. Đây là mẫu KT03. Đây là màn hình chính, chức năng quay bàn phím số, danh bạ. Đây là gửi tin nhắn thoại, chức năng chụp ảnh. Các bạn sẽ khởi động cái camera ở bên cạnh với chất lượng rất là tốt. Đây là album ảnh, chức năng kết bạn, đếm bước chân và cái chức năng để download cái phần mềm giúp bạn quản lý cái máy. Đây là phiên bản màu đen. Cạnh dưới này có một cái nút này là nút xả pin, bạn bấm lên nó sẽ xả pin. Đây là giao diện đồng hồ của KT03. KT03 thì có thiết kế đặc biệt ở chỗ là cái G này nó nổi lên, giúp các bạn bảo vệ màn hình tốt hơn và thiết kế rất là thể thao cá tính. Đây là mẫu Rolex KT03. Chúng ta có 4 màu. Mẫu KT04 thì có thiết kế mềm mại hơn. Chúng ta có KT04 màu xanh này, xanh dương, màu đen và màu hồng. Rất là đẹp. Cái KT04 thì các bạn thấy là sử dụng cái sạc là sạc 5 châm, nó sẽ tự hút vào cái mặt sau này. Mặt sau là có cái chân sạc 5 châm. Bên cạnh trái có khe gắn sim. Bên cạnh phải là nút công tắc nguồn và phía trước là màn hình cảm ứng kèm với camera. KT04 có thiết kế khá là nhỏ gọn và có 3 màu. Màu xanh dương, màu hồng và màu đen. Đây là giao diện của KT04. Và có bàn phím số này.
danh bạ, đây là tin nhắn thoại, chụp ảnh, đến bước chân. Đây là các công cụ như là album hay là bấm giờ. Cái này chỉnh được volume ở trên này luôn. Hay là bấm giờ. Đây là cái quét mã để đăng ký sản phẩm. Đây là mẫu KT04. Màu hồng. Và chúng ta còn có màu xanh và màu đen. Tiếp theo là KT05. KT05 thì có hai màu là màu xanh dương và màu hồng. Ngoài ra KT05 cũng có một phiên bản màu đen nữa. Đây là màu hồng ạ. Và màu gì ạ? Màu xanh. KT05 này có chức năng đặc biệt, đó là có khả năng cảnh báo khi thiết bị được tháo ra khỏi tay. Đó nhờ cái cảm biến ở phía sau này. Đây là cảm biến tháo tay. Và cái này cũng sử dụng sạc là sạc 5 châm. Có camera phía trước. Bên cạnh phải thì là có nút công tắc nguồn. Cạnh trái thì có khe gắn SIM. Và loa thoại ở phía trước. Đây là nút cảm ứng home. Đây là KT05. KT06 thì có thiết kế rất đặc biệt. Đó là cái mặt đồng hồ hình tròn. Chúng ta có màu đen và màu hồng. Phía bên trái của KT06 đó là khe gắn SIM. Bên phải là nút công tắc nguồn. Và thiết kế đặc biệt là hình tròn và hình cảm ứng. Tôi khởi động lên. Đây là giao diện chính này. Chúng ta sẽ có giờ này. Nút cảm ứng ở giữa này, nút home này. Giờ, ngày, tháng. Danh bạ. Đây là tin nhắn. Kết bạn. Đây là điều chỉnh ánh sáng của màn hình. Điều chỉnh âm lượng. Đếm bước chân. Và thông tin về thiết bị. Đây, màn hình tròn rất là cá tính. Đây là mẫu KT06. Tất cả cái mẫu đồng hồ của Rolex này đều chống nước IP67. Các bạn yên tâm, có thể rửa tay hoặc đi mưa. Tiếp theo là mẫu GVK400X, là cái mẫu rất nổi tiếng hiện nay. Cái mẫu này thì có camera ở bên cạnh, giúp bạn chụp ảnh từ xa. Và đây là mẫu GVK400X Wi-Fi. Chúng ta đang có 8 màu. Nhất là màu tím truyền thống. Màu xanh truyền thống ạ. Đây là màu xanh dương. Đây là màu hồng truyền thống. Tức là lúc đầu ra thì họ sẽ có 3 cái màu này. Đây là của GVK400X. Và sau đó thì họ ra 5 cái màu mới, gồm có màu đen, màu vàng, đây là có một cái màu là màu xanh dương mới. Nó hơi nhạt hơn cái màu xanh dương cũ. Màu hồng mới nhạt hơn một chút. Và đây là màu xanh lá cây. Rất là cá tính. Và chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về cái giao diện của cái GVK400X Wi-Fi. Ở đây là phiên bản màu xanh dương mới. Thì ta thấy là về giao diện, về hình thức, có camera ở bên cạnh phải. Camera bên cạnh này sẽ giúp bạn chụp ảnh trộm từ xa hiệu quả hơn. Đây là loa thoại này, đây là nút sạc pin. Bên trái chúng ta có cái nút công tắc nguồn, kiếm nút SOS và đây là khai SIM. Phía trước là màn hình cảm ứng và tôi sẽ bật khởi động bằng cái bấm giữ nút này. Chúng ta có màn hình chính này, giao diện tiếng Việt đúng không ạ? Đây là bàn phím, danh bạ. Đây là cái phép toán các bạn nhỏ có thể tính toán ở đây. Thi thố tính toán đây là rất là đơn giản. Tin nhắn thoại, máy ảnh, đây là album ảnh, chức năng kết bạn, đếm bước chân và tải phần mềm. Thì đây là GVK400X, phiên bản bán ra tại gia dụng nhà Việt là định vị bằng Wi-Fi, GPS và LBS. Cái này có một phiên bản nữa là GVK400X định vị GPS với giá tiền rẻ hơn, thì các bạn lưu ý để tránh mua nhầm. Ở đây chúng ta sẽ có G400S gồm 4 màu. Màu xanh dương, màu tím, màu hồng và màu đen. Màu hồng và màu đen. Thì cái GVK400S này có thiết kế khá giống với GVK400X.
tuy nhiên nó không có camera. Ở bên phải là cái nút này là nút công tắc nguồn. Ta khởi động lên. Phía trước là màn hình cảm ứng và cái nút home. Giao diện cũng có tiếng Việt ạ. Đây là danh bạ này, tin nhắn thoại, kết bạn, đến bước chân và thông tin sản phẩm. Cạnh trái thì có khay nắp SIM. Đây là phiên bản GVK400S màu đen. Các phiên bản này gia dụng nhà Việt phân phối đều có định vị bằng Wi-Fi. Đây là GVK500S. Chúng ta có 3 màu. Màu hồng, màu vàng, cái viền vàng thôi, còn dây màu đen và màu xanh dương. Đây cũng chỉ là cái màu của viền. Và chúng ta sẽ thử khởi động cái đồng hồ GVK500S xem sao. Bên cạnh phải chúng ta thấy có nút công tắc nguồn và nút gọi cùng đèn LED, đèn pin đấy, bật đây. Đằng trước là có màn cảm ứng và nút home. Chúng ta sẽ có cái giao diện như sau. Đây là cái danh bạ này, học toán nhanh này, tin nhắn thoại, đèn pin, chụp ảnh, album, kết bạn, đến bước chân. Bên cạnh trái thì có khe gắn SIM và cổng sạc USB. Các bạn có thể thử bật đèn pin nhé. Đây là đèn pin. Và đây là giao diện chính của đồng hồ. Đây là phiên bản GVK500F. Cải tiến hơn đó là GVK600F. Với thiết kế hơi khác. Đó là có cái cụm camera rất là to. Chúng ta có biển màu xanh và màu hồng. Đây là GVK600S. Bên cạnh phải có một nút công tắc nguồn và nút SOS luôn. Sẽ khởi động lên. Phía trước là camera, nút home. Đây là giao diện đồng hồ. Chức năng quay số này, danh bạ. Đây là tin nhắn thoại, chụp ảnh, album ảnh, điều chỉnh âm lượng, điều chỉnh ánh sáng, chức năng kết bạn, điểm bước chân. Vâng, bên cạnh trái là khe gắn SIM. Và đây cũng là chống nước IP67. Đây là GVK600S của Rolex. Và tiếp theo tôi sẽ tìm hiểu 3 cái mẫu đồng hồ định vị có khả năng gọi video call trên nền tảng mạng 4G. Đó là KT10, KT11 và KT12. Với KT10 chúng ta sẽ có 3 màu là màu xanh dương, màu hồng và màu gì ạ? Màu tím. Thì cái đồng hồ này đều dùng mạng 4G và có khả năng thực hiện cuộc gọi hình ảnh. Và các bạn lưu ý KT10 này có hai phiên bản là KT10 và KT10Z. Thì KT10Z có cấu hình thấp hơn, giá thành cũng thấp hơn. Các bạn lưu ý để tránh mua nhầm. Về cấu tạo thì KT10 chúng ta thấy có bên phải là đèn LED, nút công tắc nguồn, phía trước là màn hình cảm ứng, bên trái là khay gắn SIM. Ta sẽ thử khởi động. Cái này thì chạy hệ điều hành Android. Sử dụng mạng 4G LTE là có khả năng gọi video call với camera ở phía trước đây. Đây là KT10. Chúng ta đang khởi động cái hệ điều hành Android. Đây là giao diện chính. Vút lên thì sẽ có giao diện của cái đồng hồ này gồm có danh bạ này, chức năng gửi tin nhắn thoại này, video call là cuộc gọi video, gọi thông thường. Đây là chức năng đèn pin, vân vân. Các công cụ khác, máy ảnh, cài đặt, quản lý file. Các bạn thấy là ở đây có thể kết nối wifi được này. Và giao diện giống như cái hệ điều hành Android thông thường, rất là dễ sử dụng. Đây là đồng hồ KT10 của Rolex. Tiếp theo nó sẽ có phiên bản KT11 với màu hồng và màu xanh. Đây là KT11. Đây phiên bản màu hồng, bên phải qua thì có nút SOS, đèn pin, đèn LED. Phía bên trái là khay SIM,
Phía trước là màn hình cảm ứng và camera. Ta sẽ khởi động lên. Cái này thì sử dụng sạc 5 châm, còn cái KT10 thì sử dụng cạc sạc kẹp. Đây là giao diện chính này, chúng ta có thể thay đổi cái màn hình nền bằng cách bấm vào giữa đây. Thay đổi các màn hình nền khác nhau. Còn đây là giao diện các cái tính năng gồm có danh bạ này, gửi tin nhắn thoại, cuộc gọi thông thường, video call, chụp ảnh. Đây có tính năng khác thì đến mức chân, có cả chức năng dịch văn bản này bằng Google Translate. Đây cài đặt các bạn thấy là chúng ta có thể điều chỉnh được các cái kết nối wifi hay điều chỉnh ngôn ngữ, có cả tiếng Việt ạ. Đây là tiếng Việt. Thì đây là KT11, có màu xanh và màu hồng. Tiếp theo là KT12, có thiết kế rất là cá tính. Đây chính là bản nâng cấp của KT03 với hạ tầng mạng 4G và cuộc gọi video call. Nó có màu xanh và màu đen. Đây là bản màu xanh. Bên cạnh phải có nút công tắc nguồn và nút SOS. Bên cạnh trái là khai SIM và camera ở phía trước. KT12 này cũng hai phiên bản là KT12 và KT12Z. Các bạn cần lưu ý vì KT12Z thì có cấu hình thấp hơn. Đây giao diện màn hình chính này, chúng ta có thể thay đổi được ảnh nền. Đây các chức năng. Danh bạ, gửi tin nhắn thoại, cuộc gọi, video call, vân vân. Đây các setting, chúng ta có thể kết nối wifi được. Đây điều chỉnh ánh sáng này, hoặc là chỉnh ngôn ngữ. Thì đây là KT12 với thiết kế rất cá tính và cái G này để giúp các bạn tránh va đập vỡ màn hình. Thì trên đây là các cái mẫu đồng hồ hiện tại của hãng Rolex được gia dụng nhà Việt phân phối. Để tìm hiểu kỹ hơn về các mẫu đồng hồ này, các bạn có thể truy cập trang web gia dụng nhà Việt.com. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.